rồi vô nè. Ui đau, nó kẹt ta luôn rồi nè. Nè, thấy dữ chưa? Hết biết hay mấy con tôm là mấy con tôm này đá nè. Này đừng có dừa, đừng nướng. Thưa thưa là người nó mới chín. Lấy cái đồ đó anh chị. Anh dán anh xui cũng buồn, tại ngày bông không đi sớm quá. Ôi trời ơi, câu này nó coi. Vuông bắt tôm anh ơi. Rồi để anh phụ cho một tay á. Rồi. Khoan, nó động ở đây là nó chạy lên trên kia nó hả? Chứ nó đâu có như đây, nó ra mà. Ê, người làm gì vậy? Đã vô bắt tôm anh ơi. Vô ăn cơm hay gì? À, tính bắt tôm ăn cơm. To đây nồi qua tàu ăn cơm. Mà có ai phụ á thì chưa chưa chụp đỉnh được. À, thuốc phụ được không? Đúng rồi anh. Đây. Thuốc phụ à. Vậy nó nước nó ra lẹ nó chứ. Rồi dưới đó nó có cảm khó không? Có, nó chảy ra xong luôn mà. Ê, ở bên xa này nó xong. Ủa, đây này. Ê, chết mày. Cái này là phạt anh một ly nha. Phạt ly. Phạt lon luôn. Lon luôn, hồi lon. Lon xuống quá, quýnh quýnh kìa. Gì đâu, cái gì cũng phải từ từ. Trời ơi, chạy chút đi. Xuống. Xong rồi đó. Để chảnh lấy đồ vớt. Chạy chưa, xuống quậy bắt anh ơi. Rồi, xuống đây quậy nè. Đây. Nè đây quậy lên, quậy nước cho nó đục lên. Quậy cái này tôm dữ lắm à. Nó vừa quá trời vừa. Quậy vớt rồi thì dễ bắt lại cái đó được. Lên khỉnh luôn hả? Ừ, nó cũng lên khỉnh luôn. Lên càng khỉnh nó càng lên nhiều mà nổi. Vừa quậy vừa mò luôn. Lâu lâu đi bắt chen, bắt được con chen luôn nè. Biết có tôm luôn nè, quằn quá quằn này. Đó, dính dính. Đó còn, cái gì à? Được không? Còn xíu à? Rõ. Mình muốn két cái gì vậy? Đó, đó, vậy đó. Dính, dính. Nước đục, nó đục, nó nổi vậy đó. Nhỏ, cũng được, cũng được. Nè, 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 bên đây nữa nè, nè, nè. Nè, nổi nè, hai ba con luôn nè. Không, kỹ á. Nè. Quơ vừa mò vậy nè. Ừ, vậy cũng có lý rồi. Thấy đây. Chụp luôn nè. Còn nữa đó. Quậy lên đi. Có cái gì tao ngủ quá thôi. Đông cũng chạy cũng được. Ủa, chút ra, chút nó lên, chút nó lên. Chút. Chút được không? Mấy chỗ. Rồi chút ra. Đó, có lý à. Mình quăng đại đại hồi nó trả lại cái nổi mé dễ bắt. Đây em chỗ này chảnh này hai người chảnh em đi dưới đây cho. Dạ. Cứ nhìn cho có gì cái này cho nhượng nè. Đó, còn là cái này nhấp cho nè. Được không? Nhảy nữa. Rồi, vô nè. Đâu? Ui, đau, nó kẹt tay luôn rồi nè. Nè, thấy dữ chưa? Dữ. Phải lấy cái xô mới được, để cho gỗ này nó bút ra. Để nhỏ để gỗ được, chứ bự không được. Mình gỗ xem. Đất trên đường đi nghe thấy ít nhẹp không kìa. Nghe trời mưa vậy. Thì chiều lên đó anh. Nó ngập trên cái tới gốc dừa luôn á. Nó muốn lúc gốc dừa luôn á. Cái thì phải nào xuống là nó xuống càng khô luôn. Cạn luôn, cạn luôn. Rồi nước nó lên trong vòng mấy tiếng hồ vậy đó. Nhanh quá. Mình bắt không kịp là hồi nước nó lên nữa nè. Quận nổi bắt chứ. Bắt thì nổi. Giờ nó khai quần thứ có không?
Ôi, quá trời sơn luôn. Ôi, ấn rồi. Ôi, nè. Ôi, đây nữa nè. Ôi, đây rồi, ngồi đây trời ơi. Đã coi bắt cỡ này nhiều nhiều lắm. Đó luôn. Này được không? Quá trời nha. Lấy cái dao, lấy cái bổ vậy. Không chơi nhau đâu. Nằm đó cả. Rồi đưa cho nó đem vô chưa? Rồi đem vô nhậu luôn mày, không ai nói gì trời hoài. Dựng lên chợ dựng rồi chứ đi. Ờ. Mọi giờ lửa than thì đốt rồi mà chưa có tôm đưa vô nào mày đưa trước đây vậy con đây. Tao nhờ tao ôm cái dừa chứ hơi tụt luôn dưới rồi nè. Đưa gõ đây, đưa gõ đây. Mày đi. Nó chạy nổi đây. Có nó không lại cái vô cái dừa này nè. Đúng rồi, ổng quay vậy là nó vô à, nó xây. Mày làm bánh với ổng vậy? Con cả chặt. Trời ơi, nhậu bự nổi rồi. Đó tập lục cái dừa tập nướng đây. Đúng nè, món nữa.
Em muốn là cái lý là vừa sẵn luôn nè. Cái bếp than còn than không? Hết bếp than, mấy con tôm là mấy con tôm này đá này. Đừng có dựa đựng nước. Đốt còn mấy tẩy nữa xong rồi. Đốt tan chưa? Lội đựng nước. Đậu đây hay là lội ba tôm nữa. À, nướng đem đảnh. Ta đem bàn đây nhậu luôn. Đội chú ơi, ngồi đây đi chú ơi. Cái này làm gì? Này kho khô tiêu đi. Tiêu đi. Quả nào chứ con hả? Kho khô tiêu đi. Có trái mỡ không? Có, à, mỡ chứ, tới mỡ đâu có con. Thôi vừa ăn con. Tắm luôn mà. Nước đi ra. Lụng mỡ nữa. Cái trái bớt lửa thôi. Lụng mỡ nè, trời. Kho khô tiêu quá rồi. Kho tiêu đây. Tao bự này nước luôn phải không? Con mẹ thấy luộc đi, con bự luộc đi. Nước chạy nó không thấy. Nè lấy cái đó để ngoài đây. Nướng rồi xong để ở đây nè. Nè con, lấy cái này. Lấy cái này luộc đi con, lấy cái này luộc đi. Cái này nướng ủ quá. Kéo luôn rồi. Cái gì rồi, đồ anh kia mà đừng cho chín quá. Đóng sự. Nướng bán dừa. Lên, đứng dậy ngoan ngoan đậu. Bán dừa. Ngươi có bán dừa không? Dạ. Thiệt không? Nước thì sờ đi quá chút nước lại. Đừng cho nó đừng cho nó dính qua này, dính qua nó không có chín. Thôi nè, nó chín đều. Thưa thưa rồi nó mới chín. Lấy cái đồ đó anh chị. Lấy cái đồ gấp á. Em băng nó ngay nè, cho nó thấy, cho nó chín. Chín rồi. Chưa đâu, giờ nó chưa chín ở trong đâu. Có cái gì? Ai dám ăn xôi cũng buồn, tại ngày ba không đi sớm quá. Rồi. Coi chừng ông về được không à nha. Ông trả cho đi mà. Kiếm kiếm hoài kiếm con chinh luôn đó. Có nhiều lần nấy ra mà còn ăn chín rồi. Chín ra con tiêu không thấy. Ôi nay về miền quê, trời ơi chín này sao được. Ôi trời ơi câu này đất ơi. Anh chín à, anh chín à, muốn đuối rồi. Mình xuống đây mình chơi mà không sai là không về. Chơi luôn à. Giúp vô luôn đi. Mà tôi nói là sổ lụi nướng là được. Sao lụi nướng vậy mấy ngon nè. Sao nào nào đem con tôi có chiếc đũa ta. Ủa cái này sao ngọt sớt rồi trời. Rồi à. Rồi giờ tới tụi con. Đây này hồi nãy cột với dựng chính có làm lai gai trước rồi. Đợi anh em mình bắt tôm lên. Bây giờ mình bắt tôm bắt cá giờ có đầy đủ rồi. Xuống ao, xuống ao bắt luôn. Xuống ao bắt lên giờ mình bắt tôm. Tôm ao, tôm ao bắt ao đàng hoàng không? Rồi tôm bắt ao đàng hoàng. Rồi tôm xong nha, tôm tự nhiên. Vô. Vô. Rồi. Bắt mẹ chén hả? Bắt chén. Tôm kêu sôi lụa luôn. Nấu luôn. Đây tôm lụa. Con cũng nhớ à. Tôm lụa ao bạn. Nó nói chứ nốc. Đều thôi ánh cũng hơi mệt nha. Trong trong nghỉ sớm mà mình về sớm. Tính lúa định khoảng 5 giờ về. Nè nông dân. Đồng tôm có khô tiêu. Vâng. Ăn lại hoặc ngay luôn. Ờ tôm bắt từ bắt ra làm luôn. Cá đồng tôm kho kho khô tiêu. Mà kho là nội đan đàng hoàng nha. Uống một cái ăn một miếng mình phải uống một miếng. Anh em anh. Tự nhiên luôn. Tự nhiên. Nãy bắt vào. Ồ có mấy tôm bự trời. Sao kia mà nó bự luôn. Tôm bự sao kia? Con tôm nở, con bự tôm nở lộn xộn. Trời ơi, cứng kết mà, cứng. Thử ơi cho cạn con. Lâu còn mà. Lâu lâu mặn, lâu lâu có mặn chút à. Mặn mặn. Nãy anh chở gì vậy? Ba chở tôm. Mình đây là đặt cái vụ mấy tôm lộn. Ủa đâu rồi? Rồi. Em ơi. Lâu đi bánh tre vui thiệt. Nói chơi mà nhất là tôi xuống bánh tre tôi phải cái là lòng tâm là lòng tâm mà đá hả đá có con đá lòng đá mà mình biết trước mình mặn cô á bắt mình ăn mới ngon phải không nói chơi mình có tiền bỏ ra mua rồi dạ con mời chú ơi.